Cách đây không lâu, một loài nấm trong Minecraft đã phát triển và bắt đầu ký sinh vào cơ thể của vật chủ. Vật chủ sẽ bị mất kiểm soát và điên cuồng lây nhiễm nấm ký sinh, rồi từ đó phát triển thành những cá thể cao cấp hơn với sức mạnh tăng gấp đôi. Và tất nhiên, khả năng lây lan cũng sẽ tăng theo. Thế là nguồn cơn của một đại dịch kinh khủng đã bắt đầu. Liệu rằng Lộc có thể sinh tồn và sống sót như thế nào? Lộc có thể đẩy lùi được đại dịch hay sẽ bị quân đoàn nấm ký sinh bao vây và sơ tái? Câu trả lời sẽ được giải đáp trong hành trình Đại dịch nấm ký sinh. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft Đại dịch nấm ký sinh. Và ở tập trước, mình đã phát hiện ra cái khu vực nhà thờ này các bạn à. Và trong đây, giống như là một khu vực đã từng bị đại dịch nấm ký sinh càng qua và không còn ai trong này cả. Và chưa hết, ở trên gác này vẫn còn một số khu vực nè. Và còn rất là nhiều nấm ký sinh luôn các bạn ơi. Nên là bây giờ mình tranh thủ mình đi ngang khu vực này. Được thì mình cứ dọn dẹp bớt đi ha. Nhỡ đâu chỗ này sau này lại thành một cái căn cứ mới cho mình thì sao? Biết đâu bất ngờ. Rồi và trong này thì giống như là một cái chỗ thư viện vậy đó các bạn. Ừ, nhưng mà không biết là nó có rương hay không thôi. Để mình thử mình dọn nấm rồi và tìm thử coi ha. Xem coi chỗ này có dấu rương và cho đồ mình hay không. Eo. Nhìn sơ qua là có vẻ trên đây không có rương rồi đó các bạn ơi. Đây chỉ toàn là nấm ký sinh với lại những cái xác bị nhiễm nấm thôi à. Ngoài này thì mình thấy nó còn có một cái lối đi gì nữa nè. Ui. Ê, cái lối đi này thì lại có rương nha. À, vẫn là những cái mũi tên ha. Và có một cái điều á, mình ở đây cũng khá lâu rồi cho nên là bên ngoài dần xuất hiện những cái con quái vật nhiễm nấm ký sinh nó mò tới rồi đó các bạn ạ. Không hay rồi. Ui giời. Không biết là mình có nên tranh thủ đi tiếp không ta? Chứ ở đây càng lâu là càng nguy hiểm á nha. Ok, quyết định vậy đi ha các bạn. Dù sao thì chỗ này mình cũng đã sơ bộ khám phá xong rồi ha. Dọn thì dọn một phần thôi chứ dọn hết thì khó lắm các bạn ạ. Kiểu gì những cái nấm này cũng sẽ tiếp tục mọc lại thôi à. Từ khi mình đẩy lùi hoàn toàn cái đại dịch nữa. Ê, sao mình nghe nhiều tiếng quá giật vậy. Ê à. Oh my gosh, nó nấp ở phía dưới các bạn ơi, nó đợi mình ra ngoài để nó úp sọt mình. Kìa 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 kìa. Yêu. Cái con đó kìa, con nó càng kìa các bạn. Ok, mình bắn hạ được nó rồi. What the hell. Ê, nó tiến quá. Ê. Trời ơi, đúng lúc rồi. Đó, mình nói rang không. Hôm qua mình yên bình bao nhiêu thì hôm nay bất ổn bấy nhiêu rồi. Yêu ơi, nó tập hợp lại và nó tiến hóa ngay lập tức. À, ui, mình bị đẩy lùi xuống dưới rồi. Oh no, oh no. Cẩn thận các bạn ơi. Yêu. Hơn là bây giờ mình cũng tương đối mạnh đó các bạn ơi, nên là mình chống trả kịp ha. Và đẩy lùi được cái bọn quái vật nhiễm nấm nó vừa càng quét kia rồi. Hơn thế không biết. Còn con nào gần đây không nhá? Có vẻ không các bạn ơi. Hồi nãy bọn chúng xuất hiện ở phía dưới này nè. Đừng nói là... À... Ngay cái chỗ mà ở tập trước. Kiểu như là đi xuống tầng hầm á. Uầy. Bọn chúng thoát ra từ đó hay sao á. Ê, con phải rét. Nhưng mà không sao, con này bây giờ nó hết gây độc cho mình được rồi. Tại mình đã có cái bét bò trong người á. Bắn bắn cái gì. Giờ chỉ có gãi ngứa mình thôi. Nó sợ nó rồi các bạn ơi. Thôi thôi thôi, anh phải đi tiếp vậy. Yêu. Hôm nay là hơi nguy hiểm nha. Với cái đà này chắc mình phải thật là cẩn thận khi mà có ý định cưỡi em ngựa theo các bạn ạ. À. Ôi trời, ở đây lại có cái chỗ ký nấm các bạn ạ. À. Rất nguy hiểm á. Ê, hay là bây giờ mình để em ngựa đó tiếp ta. Tại bây giờ mình cũng có cái áo và trang bị cái cánh cứng làm từ cánh của mấy con Ferret đó. Nên là mình bay thì sẽ tiện hơn á. Ấy, đằng kia cũng có một cái bệnh viện nhiễm nấm ký sinh đó kìa. Ui dồi. Vẫn như bao cái bệnh viện bị nấm ký sinh càng quét á các bạn. Vẫn rất là kinh dị luôn. Mình sẽ lượn thử một vòng coi chỗ này có khác gì mấy chỗ khác hay không á. Như chỗ này mình cần phải đập. Rồi, ở đó đi xuống ha.
ngay chỗ thang máy luôn á các bạn ơi. Ok, đi vô coi thử coi. Ui dạ, cẩn thận mấy cái cây nấm nó phát ra cái khí làm gây sát thương tức thì ha. Cũng cà kiếm được ít đồ, bỏ vô ba lô các bạn ơi. Ở đây là cái tầng cao nhất nè. Lúc trước mình rất là vất vả mới leo lên được trên này các bạn. Nhưng mà bây giờ thì mình đã có cái cánh rồi, nên là mình chỉ cần bay lên thôi. Và mặc sức vô đây loot thêm mũi tên ha. Tại mình bắn nãy giờ cũng nhiều quá, hơi hao mũi tên các bạn ơi. Trong này thì có quá trời đồ luôn, tranh thủ loot để mai mốt nhỡ mà xui xui bị mất giáp thì chúng ta còn có nguyên liệu và làm tiếp giáp các bạn ơi. Trời ơi, những nhà bác học bị nhiễm nấm ký sinh đã xuất hiện rồi. Cẩn thận cẩn thận, ở tầng dưới có vẻ còn nhiều lắm các bạn ơi. Mình nghe tiếng quá trời luôn kìa. Ui ui, chơi 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 mà ấy da, trời ơi phát nổ nữa. What the heck? Ở dưới đông lắm. Xuống dưới coi thử như thế nào các bạn. Kìa trong phòng các bạn thấy không? Cẩn thận với mấy người áo vàng nha. Mấy người áo vàng là sẽ phát nổ đó các bạn ơi. Đó, vừa nói với cậu luôn. Vô khoảng cách, vô khoảng cách. Chơi mà lầy lội vậy. Bắn một cái nổ nè. Trời ơi, bắn nổ xong cũng nổ luôn. Không ổn rồi, không ổn rồi. Chắc mình chỉ lượn lờ qua và loot một chút đỉnh đồ rồi chúng ta đi tiếp thôi các bạn. Ừ. Ê, và phía xa xa mình còn thấy có khu vực dân cư hay sao vậy? Ồ, mình thấy một khu vực dân cư các bạn ơi. Hả? Có đường xá luôn rồi nè, nhưng mà bị rào lại rồi. Chắc là cấm không cho qua cái bệnh viện bên kia các bạn ơi. Ôi, vậy thì ở đây còn người sống không vậy? What? Hiếm lắm mới gặp những cái khu dân cư như vậy. Ê, sao mình nghe tiếng zombie? Ở trong này luôn hay sao các bạn ơi? Ồ, thật á? Quay là mình nghe nhầm trời. Ui, thiệt nè các bạn. Ồ, có mẫu rèn nữa nè. Trời, cũng sắp tối rồi. Yêu ơi. Ê, có spawner hàng gì? Ê, tính ra trong này cũng không an toàn lắm các bạn ơi. Khu dân cư này có vẻ là bị đại dịch càng quét qua và xuất hiện cả thây ma và cả những con quái vật nhiễm nấm ký sinh chắc luôn á. Ui trời tối rồi, thôi thôi. Chỗ này ít ra nó cũng có cái giường ngủ các bạn. Làm giấc đi. Ít ra trời sáng thì cũng sẽ đỡ hơn màn đêm ha. Ủa trong này cũng có những cái rương. Trời ơi chúa quá trời sách luôn nè. Mình thấy phía đằng kia còn những cái tòa nhà cao tầng hơn cả cái nhà mình vừa khám phá nè. Chắc là bây giờ mình sẽ khám phá hết luôn ha. Lỡ ngỡ trong đấy lại có thêm mớ đồ các bạn ạ. À, mình đã khám phá cái nhà gạch rồi đúng không? Ủa trời, cái con gì nổi vậy? Hả? Trời ơi, bọn chúng chọi đồ cho nhau kìa các bạn ơi. Bọn chúng chia sẻ đồ cho nhau. Ôi, bọn chúng tàn hình hết trơn rồi. Này thì tàn hình. Tàn hình hả? Tàn hình mà cầm cái chai là xác định các ngươi rồi. Ôi, mình nghe tiếng quái vật trong này. Ủa, ai trên lầu ta? Ê, quái vật được nâng cấp luôn hay sao á? Chính xác rồi các bạn ơi. Con Leaper. Hên là nó bự con, nó không đi lọt. Eo ơi, ê sợ nha. Rất là nhiều tiếng quái vật luôn á. Tưởng đâu đây là chỗ yên bình, mình vô mình nha, ăn nhờ ở đậu ít hôm. Nhưng mà trong này nó cũng kinh dị không kém các bạn ơi. Đúng là sau cái đại dịch này thì không còn một nơi nào quá là an toàn hết các bạn ơi. Chỗ nào thì cũng nguy hiểm thôi, ít hay nhiều á các bạn. Nè, chỗ này cũng có xương nữa nè. Ê, có ngọc Ender. Đó. Còn cái nhà cao tầng này thì sao? Không biết trong này nó có gì không nữa. Vô thử coi các bạn. Ui, có vẻ Lifesteal. Một quyển sách Lifesteal khác các bạn ơi. Wow. Ngon luôn. Tầng này. Ủa, tầng này có xương. Ê, cẩn thận cẩn thận. Ồ, có thêm ít vàng. Phi tiêu cổ xưa hả? Thôi lượm luôn đi, không biết công dụng của nó là gì nữa. Tiếp tục là những quyển sách ha. Lượm tiếp lượm tiếp. Nãy giờ cái quyển sách Lifesteal chắc là cái món đồ giá trị nhất trong cái khu vực này các bạn ạ. Ui, ngoài ra thì xung quanh đây bắt đầu càng đông những quái vật nhiễm nấm ký sinh hơn rồi đó các bạn ơi. Chắc mình sẽ rời khỏi cái thành phố này ha. Ủa, đằng kia chỗ cướp dân làng sao vậy?
Hơi giống lắm. Có dân làng hay là anh Golem nào bị bắt cóc không vậy? Ui, có dân làng bị bắt cóc nè. Eo, để mình giải cứu dân làng. Ồ mà không được, giờ mình cứu ra thì bác ấy không biết chạy kịp không nữa. Làng cũng hơi xa. Bác ráng nha, tôi cứu bác tới đây thôi đó. Còn nhiều bác tự lo đi nha. Rồi, đút ít đồ đây nữa. Chắc mình chuồn thôi các bạn ơi. Sẵn tiện đi kiếm thêm mía cái đó. Tình hình là mình cũng sắp hết pháo bông để bay rồi. Ôi giời ơi. Ý, và đây lại thêm một ngôi nhà của ai nữa nè. Ôi trời ơi, đừng nói đây là nhà của bác dân làng này nghe. Eo. Oh no, ôi trên lầu còn nữa nè. Có giường ngủ các thứ rồi ha. Nhưng mà hơi tiếc trong này thì không còn dân làng nào sinh sống hết các bạn ạ. Đại dịch này thật sự rất là khắc nghiệt luôn. Ê, mình bị trộm hết cái ổ bánh mì rồi các bạn. Thiệt luôn á. Bởi vậy ra gần biển mình để ý mấy chú chim đó nha. Cứ gình gình canh me canh chua là thấy chôm đồ mình. Đã khổ rồi chứ lị. Trời ơi. Ở đây đây có mía rồi. Yes. Có ít mía để dành làm thêm pháo bông các bạn ơi. Nãy giờ mình bay đi khám phá cho tiết kiệm thời gian á, nên là cũng khá là hao luôn á. Tiếp tục là mía. Nó rồi, nãy giờ cũng được khá là nhiều mía rồi đó các bạn. Mình sẽ bắt đầu đặt bàn chế tạo xuống ha. Đổi thêm giấy nè. Rồi kết hợp với thuốc súng nữa. Ok. Và làm thêm mớ pháo bông nào. Yeah. Ôi ôi ôi. Cái gì? Ôi dồi. Ủa, nó đứng sau lưng mình luôn nha mọi người. Ê, đợi nhìn đi. Giỡn gì không vui nhìn đi. Ok, lấy thêm mía đây nữa các bạn ơi. Rồi, có mía đây dành được rồi đó. Mình mốt ví dụ mà khó tìm mía quá thì mình cũng có cái giống á các bạn. Rồi chúng ta trồng và từ từ nhân giống lên á. Ok, giờ thì tiếp tục cái hành trình tìm dùng đất băng giá thôi. 2000 years later. Ê, hình như mình tới vùng băng rồi các bạn ơi. What? Đây rồi. Đã vậy còn gặp ngay một cái toán cướp ở cái vùng băng này nữa. Wow, cuối cùng mình cũng tìm được rồi nè. Why? Liệu rằng hôm nay mình có thành công và tìm được cục DCU mang về không đây? Ủa, DCU hay là CDU gì đó? Không biết bây giờ mình đọc có đúng hay không nữa. Ồ, có táo vàng trong đây nữa. Ngộ bọn cướp dân làng này nhìn ngộ vậy. Ủa phải không ta? Phải chỗ cướp dân làng không trời? Không, hình như đây là chỗ của bọn zombie các bạn ơi, chứ không phải cướp dân làng đâu. Ừa. Cứ tưởng là chỗ của bọn cướp dân làng không chứ. Thôi, chỗ này không có gì đặc biệt hết nên là mình sẽ tạm thời lướt qua ha. Thứ mình quan tâm đó chính là cái vùng băng này nè. Không biết là gần đây có cái chỗ nghiên cứu về nấm ký sinh nào hay không ha. Wow, ôi trời. Ơi, ơi, ơi cái gì đây? Ơi. Một cái giống nấm ký sinh mới các bạn ơi. Ai ai nó nổ. Trời. Người nó toàn là kim tím nè. Yêu ở vùng băng bắt đầu xuất hiện những cái giống ký sinh nấm ký sinh lạ các bạn ơi. What? Đáng ngồi. Ủa trong này một cái túp lều băng các bạn ơi. Bị bỏ hoang hay sao á. Trong này mình còn thấy một bộ giáp để lại nè. Bộ giáp da thôi. Một ít đồ lặt vặt. Băng bình thường à chứ không phải băng xanh nữa ha. Và với cả là cái vùng này không phải là vùng băng xanh các bạn ơi. Vùng băng bình thường à. Eo. Ủa còn đây phải băng xanh không? Không, đây là băng băng nén thôi. Chứ không phải băng xanh á. Ừ, chắc là phải tới vùng băng xanh thì may ra mới dễ gặp cái chỗ nghiên cứu về đại dịch nấm ký sinh hơn đó các bạn ơi. Nhưng mà mình cũng sẽ thử lượn lờ quanh đây coi. Tại vì đây cũng là vùng biển băng mà. Biết đâu bất ngờ. Ôi cơ. Quá trời những cái tảng băng trôi luôn ha. Yêu. Nhưng mà đồng thời cái vùng này cũng quá trời quá vật nhiễm nấm ký sinh luôn. Ê mấy cái con này trong bệnh viện mà. Ủa sao nãy lạc trôi qua đây rồi. Ủa tiêu. Ừ đứng thẳng hàng đi, bắn một phát đi hết luôn. Quá đã. Yêu ơi. Hên là nó không có lây nấm ký sinh cho mấy cái em hải cẩu tội nghiệp á. Cũng đỡ các bạn. Hình như cái đại dịch này á chỉ lây qua dân làng,
rồi các thứ thôi á, chứ không có lây qua mấy cái loài động vật, nên cũng đỡ một phần. Hoàng đế ơi, nhưng mà bay có vài vòng thôi thì mình đã đi hết cái chỗ cái vùng biển băng này rồi. Ủa, ở dưới có nhóc cá nhà tán gì bự vậy, chà bá lửa dưới luôn kìa các bạn. Vậy là chỗ này chỉ là một vùng biển băng bình thường thôi á. Ê chú khoan, ê trời ơi, ở đây có một bác dân làng đi lạc các bạn ơi. Ê không phải là đây con kia. Ây da, đi chỗ khác, đi chỗ khác, đi chỗ khác liền. Mình sẽ bảo vệ bác dân làng, chạy đi bác ơi. Yêu ơi, bác này sợ quá, không có đi vô đất liền được các bạn ơi. Tội nghiệp bác ấy. Mình sẽ ở đây và bảo vệ bác ấy á. Yêu ơi, bọn chúng hình như ngày càng đông hơn hay sao á. Ổn rồi, bắn hạ nó lẹ. Ok, cũng hên cho mấy dân làng là gặp mình á. Không thôi là màn đêm này xác định bác ấy với mấy cái con quái vật bị nhiễm nấm ký sinh rồi. Mình không có gì tặng bác ấy thôi. Mình tặng bác ấy vài cái đuốc đi ha. Thật ra có xíu ánh sáng chắc bác ấy sẽ đỡ sợ hơn các bạn ơi. Rồi mạnh giỏi nha bác. Trời ơi, bác ấy không còn gì hết. Tặng bác ổ bánh mì ăn nha. Rồi, giờ mình cần phải đi tiếp thôi. Good luck bác dân làng. Giọt thôi các bạn ơi. Vô đất liền coi thử coi. Ê, Enderman. Ê, ôi trời ơi. Ê, ấy da, cái con Vindy cái to này bữa nay cũng xuất hiện nữa rồi. Nó săn luôn cả Enderman luôn mà. Ác chưa. Eo ơi. Trời đất ơi, cái quần đùi gì vậy. Ui, chỗ này hỗn loạn quá các bạn ơi. Giọt giọt giọt. Ui, xa xa còn có cái khu vực tế đàn gì nữa vậy. Hay là ngôi đền gì vậy. Có rương, có những cục len đen. Hết rồi. Ui, chắc người ta làm tế đàn để cầu mong yên bình sau cái đại dịch này sao các bạn. Mình đoán vậy. Ê, nó lại xuất hiện thêm những con đó kìa. Mấy cái con này bị kim tiêm găm khắp người luôn á. Ê, cẩn thận nha. Ở đây, lại là mình bắn nó liền. Ở đây, lỡ đây. Mình không để cho nó làm sằng làm bậy đâu. Cái lấy nỏ bắn nó đi các bạn. Yêu. Ủa, lúc trước nghe nói là dùng băng đỡ quái vật nhiễm nấm ký sinh lắm. Nhưng mà bây giờ mình thấy ra dùng băng ngoài kia cũng gặp. Vô trong này dùng lạnh, quắc lạnh queo cũng gặp luôn. Ê, cái con, cái ghê nữa kìa. Con lưỡi dài. Ây da, bắn nó, bắn nó. Cho nó chậm chậm bớt các bạn ơi. Chứ để nó áp sát là mệt đó. Yêu ơi. Không được rồi, không được rồi. Với tình hình bọn chúng ngày càng phát triển như vậy, mình phải nhanh chóng tìm cách đẩy lùi đại dịch thôi. Tìm kiếm cục CDU gấp thôi các bạn ơi. Ngày càng căng thẳng hơn rồi. Ui. Ê, ở đây hình như còn có một ngôi làng nữa các bạn ơi. Ơi, sao cái làng này nhiều con xương vậy. What the hell, nó bắn kìa. What? Ủa, đại dịch nấm hay là đại dịch xương vậy. Anh thằng ơi. What the hell. Ôi, gội luôn rồi. Lọc sắp thành lọc nhiễm rồi các bạn ơi. Ây da, cái gì mà đông xương dữ vậy. Hả? Cực kỳ nhiều luôn á các bạn ơi. What the heck. Ôi cơ, anh thằng ơi. Ê, còn vài con nữa. Đưa nốt luôn. À, đấu cung hay vậy. Người xài cung ta xài nỏ nè. Còn ai mạnh hơn. Thích thì chịu. Thích thì chịu. Còn nào nữa. Ok, kìa, còn nữa cơ. Này thì bắn bắn. Còn nào nữa. À, bắn bắn không. Còn nào nữa. À, à, bắn bắn không. Thánh thần ơi. Các bạn coi cái người mình nè, không khác gì con nhím luôn. Ôi, ôi, ôi. Dạ. À, thích bắn hả. Ui, còn đông lắm các bạn ơi. Hình như ngôi làng này đã bị biến thành xương hết hay sao nữa. Ui, không lẽ cái làng này bị dính lời nguyền ta. Ừ, vậy là ngôi làng này đã
biến thành xương toàn bộ rồi các bạn ơi. Yêu ơi, và mình lại không phải là xương nên là bọn chúng bắt đầu tấn công mình nè. Bên trong pháo đài này cũng có xương nữa nè. Vậy đó là sự thật rồi các bạn ơi. Lãnh địa xương rồi, mình lạc vô lãnh địa xương rồi các bạn. Quá chừng quá đất luôn. Thôi nếu vậy thì mình khám phá sơ qua, chúng ta giọt đi ha. Chưa đầy tới sáng chắc cái người mình có cái bộ giáp mũi tên luôn các bạn ạ. Nó ghim vô người mình á. Ủa chung này cũng có nè. Kêu. Nhưng mà ít ra chỗ này cũng tương đối an toàn á. Tại nãy giờ mình không thấy quái vật nhiễm nấm ký sinh nào hết các bạn. Lại là cái giai đoạn này. Cảm giác nó yên bình nhưng mà không an tâm cho lắm các bạn ạ. Y như hôm qua đó. Nó im ỉm một lúc là nó lại tiếp tục càng quét và phát triển dữ hơn á. Ừ, khoan từ từ, mình vô đây mình nấp cái các bạn ơi. Hồi nãy giờ mình cũng có săn được thêm một ít ngọc Ender. Hay là bây giờ mình sẽ làm một cái em bé tên là bé Ender Chest ta. Để mình cất những cái ba lô vô trong rương Ender các bạn à. Không biết vậy có ổn hay không ha. Chắc mình cũng sẽ thử làm á. Rồi, bé này thì mình sẽ cần những nguyên liệu rất rẻ thôi. Kim cương vàng nè, cũng như là hạt Ender ha. Mấy cái này thì bây giờ mình đều có hết rồi. Giờ chỉ cần lấy ra và chúng ta bắt đầu chế tạo luôn thôi. Đổi ra hạt Ender trước nè. Bấm công thức. Đóng phim. Và test thử coi coi. Ồ, mình có thể cất ba lô vô trong rương Ender được các bạn ơi. Ngon luôn. Em bé này ăn gì ta? Ender nugget. À, ăn hạt Ender. Nếu vậy thì mình cho mười mấy hạt ngọc Ender vô. Để có gì mình dùng cái em bé đó. Ồ. Ồ, đây nè, đây nè. Ê. Trời. Mình tính ghé qua cái ngôi nhà phong cách Nhật Bản, mình chơi thử xíu. Nhưng mà cạnh đây có ngay cái bệnh viện luôn các bạn ơi. Mình thêm một cái biệt thự gì đó xây kế bệnh viện nhiễm nấm ký sinh luôn mới ác á chứ. Ô mày chui. Rồi trong này thì yêu không có gì giá trị hết các bạn ơi. Ừ được, cái nhà này nhìn khá là ấn tượng á. Phong cách Nhật Bản các bạn ơi. Ồ, còn bên này là cái chỗ giống như là hôm bữa mà mình từng ghé qua nè các bạn. À, cái chạm xăng. À, nhìn kỹ thì mới biết là nó cái chạm xăng các bạn à. Chỗ này tính ra ok đó chứ. Hết ok rồi các bạn. Tự nhiên xuất hiện cái đàn nhâm ba vậy. Cạnh bên chạm xăng có nhà Nhật Bản nè. Rồi thêm một cái biệt thự to đẹp nữa. Eo. Vô coi biệt thự như thế nào các bạn. Rồi sau đó chúng ta đi tiếp ha. Bệnh viện thì chắc chắn chúng ta không nên vô rồi. Chổng là toàn quái vật nhiễm nấm ký sinh thôi. Một cái biệt thự này có vẻ rộng lắm các bạn ơi. Coi nè. Nhìn hiện đại thiệt luôn á. Ây da, mình cũng muốn có một cái để dành vô sống các bạn à. Ui. Phải không có đại dịch nấm ký sinh chắc mình vô đây mình sống một thời gian cũng ok á. Cho biết cảm giác quý sợ tộc đồ. Ê cái gì ấy. Hình như bọn chúng cũng muốn vô biệt thự sống chung với mình các bạn ơi. Ôi no, không tiếp các ngươi đâu. Cái bộn nấm cái xinh gớm ghiếc. Ừ đúng là nhà giàu trời. Kim cương là chỉ để trưng bày thôi các bạn ạ. Yêu. Tưởng đâu trong rương này cất kim cương nữa thì tuyệt cờ lờ về luôn á. Bên này là cái bếp á. Nhìn xịn thiệt. Ê quá trời cái đen nè. Bánh kem ăn luôn. Còn gì khác không? Lên lầu thôi coi. Trên lầu coi có cái dấu thêm gì không các bạn. Này biệt thự chắc. Trời dấu dấu kim cương. À không, trưng bày kim cương tiếp các bạn ơi. Giấu gì tầm này nữa. Để lộ thiên vậy cơ mà. Trong rương thì vẫn không có đồ ha. Có giường ngủ đàng hoàng luôn nè. Thì có ngọc Ender. Khá im khá im. Đây nữa. Bên này thì ui giống như là cái bàn pizza gì đó các bạn à. Wow. Thiết kế đẹp vậy. Ôi trong kia còn có cái phòng gì nữa kìa. Giống như cái phòng uống rượu hay sao á. Có cửa nè. Này giống như là có quầy uống rượu các bạn à, quầy bar trong nhà vậy đó. Thuốc nhìn trong bóng tối, thuốc hồi phục, thuốc gơ chậm, thuốc sức mạnh đồ ha. Mấy thuốc đó mình không cần lắm các bạn ơi. Trời ơi, tối uống rượu xong ra đây ngắm bầu trời đêm nữa thì hết bài luôn các bạn à. Nhưng mà đó với điều kiện không có đại dịch nấm nha. Chứ có đại dịch nấm ra ngắm cái con virus nó gấp đi luôn á, không đùa đâu. Còn bọn kia, ê bọn kia chưa đi hả? Ủa tôi muốn chúng đi rồi chứ. Trời ơi nó canh me canh chua mình mà. Cái canh lúc mà mình vừa ra là nó dí liền các bạn. Bọn này. Là đây. Sẽ lấy nỏ mình bắn bọn chúng các bạn. Ê. Hay đấy.
bay rét với chúng tôi. Con nào nữa? À, cưỡi nhau đi à. Cưỡi nhau đi hả? Cho đồng quy vô tận chung luôn. Này thì cưỡi nhau tình cảm quá ha. Này thì tình cảm nè. Thử luôn. Chỗ này tốt nhất chúng ta không nên ở lâu các bạn ơi. Tranh thủ đi thôi. Ê! Cái cục đó. Có lẽ nào đó là cái cục mình đang tìm không? Hình như mình đã tìm được cái khu vực nghiên cứu ở cái vùng băng này rồi các bạn ạ. Đây. Trong đây cũng có những cái xác bị nhiễm nấm ký sinh nè. Hình như là nó đó các bạn ơi. Từ từ. Ui có cục này nữa. Eo. Đập lẹ các bạn ạ. Cục này nguy hiểm. Có cục này là không có tin tốt lành gì đâu. Rồi dọn mấy cái xác nhiễm nấm. Như trên này có băng xanh nữa đúng không? Chính xác đây là băng xanh nè. Ê nhưng mà khoan, lấy cái cúp mềm mại ra, chúng ta mới lấy được băng xanh á. Trong này thì không có dấu đồ. Ok. Nhưng mà thôi không sao. Thứ mình cần hình như nằm ở dưới các bạn ơi. Đây nè. Ừ đây là CDU nè. Yes. Cuối cùng mình cũng đã tìm được cái cục CDU rồi các bạn. Ê nó đập kiến. Eo. Ê bọn này nó đập kiến được. Mày nó ơi. Ây da. Ê Núp sọt. Trời. Có tin núp sọt mình ở trong cái viện nghiên cứu đó luôn các bạn ơi. Mày đấy coi. Thôi là mình phải xả kịp các bạn. Không là mệt mỏi với bọn chúng rồi. Ủa có spawner sao á. Mình thấy bọn chúng xuất hiện liên tục luôn. Oh my gosh. Ê còn mấy cái xác nữa mình dọn nốt luôn đi. Cánh cửa, ơi cánh cửa này có vẻ kiên cố các bạn. Mình sẽ đập mang về ha. Rồi, dạ, trời. Cẩn thận. Còn một cái rương mình chưa loot được nữa cơ. Để mình loot thử coi trong này giấu những cái ai, canister. Mình cũng chưa rõ công dụng nữa, nhưng mà nó có rất là nhiều băng xanh luôn nè. Wow, quá là ok la các bạn ơi. Ngoài này thì, ôi có một chỗ cái này bọn chúng bắt nhốt Snow Golem. Mấy anh người tiết này cũng bị bắt nhốt nữa trời, không tin được luôn á. Đằng kia có Alay kìa. Wow. Ê, giải cứu thôi Alay, chạy đi Alay. Rồi cơ bản thì mình đã xong khu vực. Ê có chân. Ôi mới giải cứu mấy anh xong mấy anh sung quá, mấy anh kìa mấy con quá giật nhiễm nấm ký sinh luôn kìa. Hoàng đét ơi, không biết cái chỗ này có tầng ngầm không á. Mình coi thử có mật thất gì không. Ui quá trời mũi tên luôn nè các bạn ơi. Không lấy hơi ổn á. Hình như chỗ này không có tầng hầm á các bạn à. Ủa có tầng hầm, mình phát hiện rồi nha. Ủa dẫn đi đâu đây? Ở trong kia còn có cái gì nữa kìa. What? Tầng hầm này à chứa những cái món đồ mà những con quái vật nhiễm nấm ký sinh nó rơi ra các bạn ơi. Ở đây thì có thêm một cái mặt nạ. Hả? Cũng như là một cái đĩa ghi âm gì đó. Wow, phát hiện mới nha. Ơi không biết cái mặt nạ đó mình đeo được không á. What? Mình đeo được các bạn ơi. Có lẽ nào cái mặt nạ này nó sẽ giúp mình khả năng đó chính là miễn nhiễm với mấy cái khí nấm độc không ta? Ê mình đoán vậy á các bạn. Coi như cũng ok đi ha. Một công trình mà chúng ta tìm được quá trời những món đồ hữu ích luôn. Còn cái ai canister này thì mình chưa biết cách dùng cho lắm. Coi nó có. À nó dùng để chế tạo một cái gì đó nè các bạn. Ui món đồ mới nữa nha. Wow. Quá nhiều thứ mới trong một ngày các bạn ơi. Ok nếu vậy thì chắc chắn rồi, mình phải giữ nó trong ba lô rồi đó. Còn bây giờ thứ mình quan tâm đó chính là cái cục CDU này. Hình như là mình phải nạp khí cho nó thì phải đúng không? À
nạp khí cho nó xong rồi cho băng xanh vô hay sao? Chưa rõ nữa. Nhưng mà mình sẽ thử dụ bọn chúng lại coi coi có gây sát thương cho bọn chúng hay không. Tại vì mình nghe nói nó có thể đẩy lùi được đại dịch đó. Ừ, nãy giờ mình không thấy là nó gây sát thương lên bọn quái vật nhiễm nấm ký sinh ha. Ôi trời trời trời. À đúng rồi, kế bên đây nó có cái bệnh viện mà ta. Hay là mình qua bển mình test thử luôn nhờ. Cũng ok đó. Ê, coi chừng con này nó nổ. Không khéo nó nổ banh cục CDU của mình là khóc luôn á các bạn ơi. Không đùa. Lấy lại thôi, lấy lại thôi. Ok, mình sẽ bay tới cái bệnh viện và chúng ta test thử luôn ha. Ồ, nhưng mà trời bão tuyết ghê quá. Mình phải kiếm chỗ nào đó mình chui vô mình làm vớt các bạn ơi. Ok, vậy đi cho chắc. Ui trời 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 trời. Mới thức dậy Ripper đứng đợi sẵn luôn à. Kêu ui. Ủa giờ tính ra nửa đêm mà tại. Ơ kìa. Ok, việc quan trọng bây giờ là mình sẽ test cái cục CDU này cái đã. Mình phải học cách dùng nó trước cái đã, để sau này mình còn mang về và giải cứu cái vùng đất mà mình từng đi qua nữa. Ui. Ui thiệt các bạn ơi. Các bạn đi nè. Ui thật sự là cái cục CDU này nó đã biến những cái cây nấm á, nó trở thành những cái mà nó kiểu như là bị phá hủy đi rồi nè. Rất là nhanh luôn. Nè. Quay thật sự là cục CDU nó phát huy công dụng rất tốt luôn các bạn ơi. Vậy là công việc dọn dẹp của mình sắp tới cũng nhẹn hơn rồi. Nhưng mà cái phạm vi hoạt động của nó thì cũng tương đối hạn chế ha. Cũng như cái tầng trên đó là nó không hoạt động tới hay sao á. Nó chưa đẩy lùi được những cái nấm kia kìa. Vậy thì xíu mình phải dời cục này lên chính giữa thì chắc cái phạm vi hoạt động của nó sẽ ok hơn các bạn ạ. Quầy, mình đợi cho nó dọn dẹp hết mấy cái này cái đã. Wow wow wow. Dọn bớt coi. Nhanh phết nhờ. Ủa sao còn mấy cục đó nó lâu rụng dữ ta. Ê. Oh my god. Cái gì đây? Man. Rồi rụng rồi coi. Cục này có vẻ là cục cứng nhất nè. Nãy giờ chưa thấy nó rụng á. Để coi nó có diệt được cục đó hay không các bạn. Nếu mà diệt được thì cục CDU này á, quá là tuyệt vời luôn á. Nãy giờ mình ngồi lâu quá mà không thấy nó diệt được các bạn ơi. Vậy thôi, mình giờ vô trong đi. Tiếp tục đẩy lùi đại dịch thôi các bạn. Uầy, cảm giác đẩy lùi được những cây nấm này á, nhìn nó đã lắm các bạn ơi. Đây, mình sẽ bay lên trên này ha, để chúng ta dễ dàng nhìn nhất luôn. Nó ngay trên tầng thượng của cái bệnh viện á các bạn. Rồi, đặt xuống và quan sát á. Đó. Ui giời. Nice. Tuyệt vời, tuyệt vời. Cố gắng. Những cây nấm dần dần tan biến đi các bạn ạ. Bốc hơi là có thiệt á. Yeah. Cầm thêm băng được không? Không, không được. Hồi chưa nó dùng cái ice canister này nè các bạn ạ. À, công thức của nó là từ băng xanh á hàng vậy. Ui vậy mai mốt mình dùng vô hạn được luôn á. Cứ hết thì mình cứ lấy băng xanh rồi mình kiếm sắt á. Mình chế thôi các bạn. Wow. Còn vài cây nấm thôi. Để cho nó dọn nốt luôn nè. Ê. Nhưng mà có vẻ là cái này nó không gây sát thương lên bọn quái vật nhiễm nấm ký sinh hết ta. Đúng không nhờ? Tại hồi nãy mình ở ngay cái viện nghiên cứu mình không thấy nó gây đam lên những cái con quái vật nhiễm nấm ký sinh á. Chắc công dụng chính vẫn chỉ là dọn nấm thôi các bạn ơi. Và nếu muốn đẩy nhanh tốc độ hơn nữa thì mình nghĩ mình cần phải tìm thêm thật là nhiều cục DCU giống như vậy nè. Như vậy thì khả năng đẩy lùi đại dịch của mình nó cũng sẽ nhanh hơn nữa. Ồ, tuyệt vời nha. Trời, sạch sẽ láng o liền. Rồi, giờ thì đi xuống dưới. Ở dưới có nhiều những cái cây nấm hơn các bạn ạ. Dọn này chắc cũng sẽ mệt. Ui, trời. Wow, cục DCU nó dọn gần hết nấm luôn rồi các bạn ạ. Sạch bon các bạn coi này. Nhìn giống bệnh viện hơn là cái khu vực nấm ký sinh hơn rồi đó. Mấy cái chỗ xa quá thì nó dọn không tới thôi á. Chứ mấy chỗ nào trong phạm vi là nó dọn sạch bon hết trơn luôn các bạn ơi. Nhìn đã lắm. Nè. Wow, tuyệt vời thật đó chứ. Chỉ với một lúc thôi. Và các bạn cũng thấy rồi đó. Mình đã gần như là dọn được cỡ 80% lượng nấm mọc ở xung quanh cái bệnh viện bị nấm ký sinh nó càng quét á. Quay công nhận với cái cục này chắc sắp tới cái việc đẩy lùi đại dịch của mình không sớm thì muộn rồi các bạn ạ.
Tuy nhiên, khoảng thời gian sắp tới cũng là khoảng thời gian nguy hiểm, bởi vì các bạn cũng thấy rồi đó, một số con quái vật nhiễm nấm ký sinh mới nó đã bắt đầu xuất hiện, nhất là mấy cái con mà có kim tiêm trên người á. Liệu rằng con đó sau này nó có tiến hóa và nó trở thành một giống nấm ký sinh mới hay không, và sở hữu sức mạnh còn khủng hơn những con đã từng xuất hiện? Ê, cái đó cũng nguy hiểm đó nha. Hy vọng là chuyện đó sẽ không xảy ra ha. Và cũng cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong một ngày cực kỳ may mắn khi mà mình đã tìm được giải pháp để chúng ta có thể đẩy lùi được đại dịch. Giờ chỉ còn việc là chúng ta tìm ra cái nguồn cội của cái đại dịch nấm này thôi ha. Mình cũng rất là tò mò luôn các bạn ha. À, mà bạn nào có nhu cầu mặc Roblox, Lovefruit hay là Unit Toilet thì có thể ghé qua shop của Lộc nha. Link shop ở dưới phần bình luận của video. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong hành trình đại dịch nấm ký sinh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.